Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh Blue Energy ha. Hôm nay mình với và thêm một đồ chơi mới nữa, một món đồ chơi mà nó cũng khá là độc lạ và mình thấy giá nó cũng khá là mềm. Mình muốn chia sẻ cho bạn ha. Đây là một cái cọc yên nhúng của hãng Sanford, hãng thành con đầu dê này không? Đầu dê nè, cái này, cái hình đầu dê này thì nó có một cái đặc điểm, nó khá giống cái con Centaur, nhưng mà nó không mắc như con Centaur ha. Con Centaur nó mà hiện tại mua nó sẽ rơi vào khoảng là giá là 2.1-2.2 á. Trước đây khoảng 1 năm nó giá nó lên gần 3 triệu. Còn bây giờ thì khoảng 2 triệu hơn tí. Nhưng mà con này chỉ có 1 triệu mấy thôi. À 1 triệu mấy, nhưng mà hành trình con nó cũng vẫn là hình đi chéo ha. À, bạn thấy không? Cái phụ này mà đi xuống nè, nó sẽ đi chéo. Và giá nó chỉ có 1 triệu mấy thôi. Chức năng thì giống như Centaur, mà giá thì nó lại rất là bình dân, học vụ giống như là Zoom. Một cái lựa chọn đáng tiền ha. Mã của nó là USS ha, USS của hãng Sanford. Cảm ơn các bạn xem clip.